Hải ra ngoài Hải ơi. Kéo cái tay nhá. À rồi chết rồi. Đáng ơi. Thế túi đi ly lông. Hôm trước em nhớ mua ở chỗ nào không nhỉ, để chị ra đấy. Cái hôm chị với em đi ấy, xong mua từ lần đấy xong rồi là xong em thả chị ở chỗ khác xong em đi mua, em mua xong em đón chị còn gì. Thôi nha. Không được lắm mà.